là bé bé hay là to? Chạy chạy hả? Cái chỗ đó hả? To à? Bay nhiều lắm à? Mà khó đấy anh. Các bạn thấy hay thế nào thì các bạn lấy kỳ cho mình một like nhá. Đang lên đoạn đường rất dốc. Dốc cực kỳ luôn. Hôm nay đi đốt tổ ong nhá. Đi đốt tổ ong trước kia. Mà mình đổ không kịp à. Tôi không đổ không kịp anh em à. Bởi vì dép của mình bây giờ đang thế này. Còn thiếu không hết. Đây là cái đường bạn ạ. Đường rất khó đi. Dép hỏng hết. Rồi đi chân đất không các bạn ạ? Mình phải đi chân đất nhé. Đi chân đất. Các bạn xem cái cảnh quanh đi xa về chưa? Quá là dọc. Thì dưới này vẫn lên nhá. Vẫn lên. Đi. Dốc quá các bạn ạ. Đây, cảnh sang tí đây nha các bạn nhé. Toàn là ruộng bậc thang. Nhưng mà mùa này chưa là mùa vàng nhá các bạn nhá. Chưa là mùa lúa chín. Nó đang xanh này. Quá mệt. Các bạn nhá. Đến giờ phút này là mình phải đi chân đất thôi. Đấy, bây giờ là mình phải đi bằng chân đất. Rét này là nhất rồi. Đang đi một con đường rất là khó. Khó khăn lắm các bạn ạ. Rất khó luôn. Đây các bạn ạ. Mình sẽ lên cái đường này. Các bạn thấy không? Quá lên dốc. Cực kỳ là lên dốc. Bé đang đi bộ này. Mình đi chân đất nhá. Ui, cái đường này đi lên dốc là quá là mệt các bạn ạ. Xe không đi được. Hôm nay phải đi từ dưới kia lên phải đi tầm khoảng 2 cây số ấy. Đường lên dốc đây này, các bạn thấy không? Không biết là đến chân đoạn trên này là nó bằng hơn chưa thì chưa biết. Đây các bạn xem nhá. À đây. Mấy anh em đang lên trên này. Mệt quá các bạn ạ. Đoạn này bằng một tí rồi. Mà vâng. Trên này toàn là rừng thông các bạn ạ. Đây. Hôm nay đi đốt ong trên rừng. Đốt ong 3 ngày nhá. Nhưng mà thật ra mình còn đi bộ, mình còn không đi lại mấy anh em, mấy anh sếp rồi.
Mình sẽ đang đi bộ đi rất khỏe nhưng mà mình mệt thật chết, đang đi bộ dép còn vứt ở dưới kia, bây giờ còn đi chân đất. Rồi bây giờ sẽ đến cái chỗ có tổ ong nha các bạn nhé. Bây giờ sẽ đỗ ong rồi, đi mệt quá. Phải chào tạm ly nhưng mà mình đi chân đất rồi các bạn ạ. Dọc quá. Tôi phải chào tạm ly này. Mình còn đi chân đất này, các bạn thấy không? Đây. Các bạn xem này, mình đi chân đất này. Đấy. Đây, toàn đi chân đất. Rét của mình hỏng dưới kia rồi, vứt dưới kia. Nhưng mà tí ông đuổi gì, không biết chạy kiểu gì đấy. Mệt. Được. Khó đi. À, trên này rồi, trên này. Để các bạn xem. Ở gần đây rồi. Đấy. Ở gần đây rồi. Nhưng mà không biết là ông gì nhá các bạn nhá. Mình cũng chưa xem. Nên mình đuổi theo sau để quay anh em nó đốt ông ban ngày dùng bằng cái bình khò nhá. Xem nào. Ông gì ấy? Hả? Tổ đây. Cái lợn dưới đất là bé bé hay là to? Phải có ủng mà. Chạy. Chạy hết rồi. Đỏ kiểm tra xem. Hả? Cái chống vào đâu? Hả? To à? Bay nhiều lắm à? Ban ngày không chơi được đâu. Đói nè. Ông to ya. À. Chứ xin vứt cái này cho anh. Ồ. Cái loại này. Vứt cái này cho anh. Con này ấy mà. Ni lông. Con này đốt thật đấy. Con này không đùa. chú vào quay kia. Sợ gì? Đấy, nó nằm bay ngoài đấy. Con này bây giờ chỉ có một bếp xăng. Giải quyết là nhanh nhất. Con này ban ngày không làm được đâu. Chờ được con này. Ôi, bay về đấy. Mẹ đập bậy vui. Quay. Ui, bay nhiều lắm các bạn ạ. Bay nhiều lắm. Thôi mình phải lùi á. Bay rất nhiều. Ôi, lùi xuống thôi. Đúng rồi, cứ ở trên đây đi. Đây, các bạn thấy không? Cái anh này phải đuổi mua hiểm chạy. To đấy, không phải bé đâu. To. Tổ này to đấy. Ông này nhiều. Sang con được không? Được, con này nếu mà em vào vấn đề nhưng mà phải có thằng nào mang cái test xăng vào đây. Thì là phải làm đông. Nó anh bị châm vào đầu anh không đổi mũ bảo hiểm vào đâu. Thế. Luồng của nó đi kìa. Như thế không? Luồng của nó đi kìa. Đấy. Anh Trình bị bắt phát đầu á? Thôi. Cái này chỉ có tối thôi. Tối mà sang này. Mất sang là dùng cái gì đốt thôi. Chỉ có sang thôi. Này, các bạn nhé. Tổ ong trên này. Giờ chưa đi đốt mà vừa mới bước vào đây là đã bị đốt là bây giờ. À, cả đội bây giờ chạy về hết. Con đuổi cả mũ bảo hiểm nhé. Bây giờ có người mang xăng lên ăn chơi được. Xăng thì đơn giản thôi. Đấy. Nhưng mà kia kìa, nó đi rất nhiều kìa. Không. Nếu mà lương dám chơi thì cho. Nhưng mà có người mang xăng lên. Một tép xăng là em chơi được. Kìa. Nó đi đường của nó. Thôi cái đó rồi biết vị trí được. Đấy, thế nó đi là lại trong. Tối nhỉ. Đi. Chú Đồng về đừng thông báo nhá. Rồi anh không thông báo đâu. Mình thông báo cho nhau. Ok, anh không thông báo đâu.
Anh tu này được đấy. Không được mũ này thì các lính nữ nào làm gì. Các anh kia không được mũ bảo hiểm bị làm ba phát vào đầu. Anh Trình à. Bây giờ không dám đâu đâu các bạn ạ. Mình cũng chẳng quay được cái tổ to, mình cũng không dám tiến vào gầm. Bởi vì là các bạn ạ, mình không đổi mũ bảo hiểm, mình chỉ đổi cái mũ này. Thế là cho nên là mình không dám vào gầm nha các bạn nhá. Được cái mũ này sao là dám vào gầm, không mặc áo. Nhưng mà anh này còn mặc áo mưa. Nhá, bây giờ là mình sẽ quay về thôi. Không dám đốt. Đây, cái anh này đang bị đốt ở trên đầu nhá các bạn. Không đổi mũ hay sao mà? Không. Không đổi mũ. Đang bị bắt phát đầu. Chưa vào thấy cái tổ. Vừa mới bước vào đâu. Mình có mùi rượu. Ừ, mình có mùi rượu. Lại bởi vì là mình đã uống rượu từ nhà về rồi. Thì là nó có mùi rượu là chưa vào thấy cái tổ nó to hay là bé là đang bị đốt là quay trở về luôn. Còn nếu mà đi đường vào nó là không ổn, nó phải có xăng đổ lệ xuống xong là bật điện bật máy luôn. Đi đường vào nó. Nếu các bạn này mình đang đi chân đất thôi. Cần một phép xăng thôi. Đây. Quay trở lại về đến cái đoạn bằng một tí à. Đi đường dưới thôi. Này, các bạn thấy cái anh bác này vừa bị đốt ba phát. Thôi quay về. Để tối hôm nay mang cả bình kho các kiểu đi nhá. Nhưng mà thật ra là tổ có khả năng là to, không dám đi vào. Tổ này có vẻ là to đấy. Tổ này to phết đấy. Anh nhìn thấy tổ chưa? Thấy rồi, anh thấy tổ rồi. Tổ to không? Hơn cái mú này. Hơn mú này à? Đây nhìn thấy rõ nhất. Hơn cái mú này nó phải tầm khoảng 6 đến 7 cân nhỉ. Tầm 5 đến 6 cân thôi. Ôi, bây giờ là con đốt được để tối hôm khác nhá. Quay đi về. Thôi bây giờ là quay trở về đó các bạn ạ. Không dám đốt nữa. Để tối nay hoặc là tối ngày mai thì đi vào đốt buổi tối, mình sẽ quay video cho các bạn xem. Nói gì? Hả? Đấy, áo mưa đây. Đã được. Em tí em về em gắn mũ của em tối nay về lấy. Không bây giờ về lấy luôn đây. Đặt chơi kìa. Sáng này có gì đâu, sáng rồi. Áo của anh không đảm bảo đâu. Bây giờ tiếp tục đi đốt tiết nhá, đang bị đau phải cố phải đi. Tiếp tục đi. Đi được. Đi ủng với lại trùng áo mưa các kiểu mũ. Cái này là còn được. Phải mang theo dây co để buộc tất cả. Theo đàn như kia sao mà làm được? Với tối theo đàn. Mang ai khoan đi đâu? Anh xem à? Nó vào theo đàn như thế này có phải như lúc nó bé, vào ấy. Bé nó đi 1-2 phút nó mới đi. Mấy cái găng tay này cũng không đảm bảo được. Thôi à, hát về nơi nữa. Găng tay đấy cũng được. Găng tay mà bỏ quá còn gì bái. Buổi tối không lấy găng tay. Ban ngày á. Buổi tối không lấy găng tay. Không chơi được. Nhưng mà con này như anh, em chỉ nhìn thấy đâu. Bằng này thôi. À. Em để thấy mình với phần trên thôi. Em có dằm anh chỉ nhìn thấy mà. Thấy nó bay view vào là thôi. Cuốn nó kéo mưa vào thì nó chưa vào đây rồi. Dính mấy phát ở đâu? Đây trên này này. Ba phát à? Ba phát này. Nhưng mà xem mà mi lấy mi ổn. Thả đâu? Mi vẫn mi đấy. Đây là nó chỉ có một số người ăn chịu được đâu nhá, có một số là sưng lên. Đi về lấy mang chu anh bối vào mới khỏi đấy. Thường chú, nếu mà đốt được à. Ôi, kiểu gì tối nay anh vẫn sẽ được ăn. Khi được ăn. Kiểu gì tối sẽ được ăn. Không ăn. Hoặc là tối khác. Thì anh cũng phải được ăn. Đấy là bởi em thì lấy. Thôi đi về nhá, bây giờ để tối hôm khác thôi.
Hôm nay là trời nắng rất nhưng mà đi bằng là người không làm được gì bởi vì đang bay rất nhiều. Đây, bây giờ đi về nha các bạn nhé. Tối em lên em làm đèn nhà em có em chỉ cần hai ông cùng em lên ba ông em làm được hết. Mà phải đánh nhau. Hả? Vâng. Mình đang đi chân đất. Đường rất khó đi các bạn ạ. Mình muốn đi này. Ôi điện thoại. Ôi giời ơi. Mà họ thì nhắc quá. Đôi dép của mình này. Thôi cầm đôi dép đi thôi. Thôi không lấy nữa các bạn ạ. Nó bị rách cái này thôi không lấy nữa. Thôi đi chân đất. Đi chân đất các bạn nha. Mình đang rất là chạy. Đường rất khó đi các bạn ạ. Dốc. Giờ tiên là hôm nay cũng thành công. Thôi để tối là mai, tối mai ra đốt tổ to quá. Mình đi bạn là người nhưng mà không hay cầm áo mưa này nọ. Ý tưởng là hôm nay mang cái bình khò ấy, mang đi khò là sẽ thành công. Nhưng mà không được các bạn ạ. Bởi vì là cái con bay ở ngoài vào ấy, nó bay rất là nhiều. Với lại cái tổ nó to. Mình không quay được cho các bạn xem nhưng mà mình không dám vào gầm. Bởi vì mình rất là sợ ông đốt. Thì có mấy anh này nó thấy từ trước rồi. Nó to gần bằng cái to hơn cái nồi nấu cơm của mình ấy. Nó chỉ to bằng đấy thôi. Đấy các bạn.